dài logo hôm nay. Trò chơi đầu tiên, tìm áo dài. Cứ mua bị tìm áo dài với phần thể hiện của người đẹp Linh Anh, ca sĩ Hương Nga, người đẹp Hòa Soli, người đẹp Nhã Ca và người đẹp Hồ Tiểu Vy. Fan của tìm áo dài đã một cặp tay cho mọi quý vị ơi. Rồi, tìm thứ hai quý vị mắt tìm được đấu, xem qua. Tìm ông nội với phần quần áo ba ba. Đầu tiên là người đẹp hay ông nội là tiền phụng. Tiếp sau Diễm My, kế tiếp Diễm Nguyên và phần sau nữa là Hoàng Nguyên. Thưa quý vị, với người đẹp là tiền phụng, người đẹp Tuân Y Chi, người đẹp Đau Đau. Chắc chắn vỗ tay nữa quý vị ơi. Bé Tâm, người đẹp Dung My và Nam Thanh Lịch, Nguyễn Châu. Người đẹp Hà Duy, người đẹp Lệ Râu Long Giò và người đẹp Thiên Minh và cùng nữ ca sĩ Tố Quỳnh Tị Thanh. Rất chàng vỗ tay quý vị, ai không vỗ tay Mai Biến Thành BD hết ráng chịu. Đàn ông Biến Thành BD, đàn bà Biến Thành ô ngôi. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón hai MC đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Người đẹp ca sĩ TV Phượng. Mời chào bên tay toàn lòng quý vị ơi. Vâng, xin thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là phần xuất hiện vô cùng đặc biệt của hai vị khách mời cũng rất là giám khảo trong cuộc thi ngày hôm nay. Vừa đến Thủ Thu Phương và người đẹp Minh Tuyên. Vỗ tay thôi. Mời chào bên đây, thật lớn chưa? Vừa đến Thủ Thu Phương đúng không nè? Thu Phương, mình nghe ngoài có nói điện không? Cha xin mời những người chơi mình đi một vòng cho khán giả chiêm ngưỡng à. Chơi mời hai giám khảo mình đứng lại đây xíu. Rồi, dạ. Kính thưa quý vị, đêm nay là một cái đêm mà cuộc thi mà cảnh sát giao thông Nam sẽ có 3 đội. Đội áo dài là một đội áo bà ba và một đội áo dạ hội. Và cứ mỗi vòng loại như vậy á thì những con số lô tô sẽ là quyết định thắng thua, quý vị nha. Thì bây giờ có khách mời đặc biệt, đó là VĐ Vũ Thu Phương nè, chị Minh Tuyết nè. Bây giờ chị Phương, trong 3 đội hồi nãy chị xem đó, chị dự đoán là đội nào đêm nay sẽ đăng quang? À, bây giờ cho chị chào cả nha. Chị chào đi chị. Rồi, như thường lệ thì phân và đại đầu tiên xin cho VĐ Vũ Thu Phương, top 8 đại sứ Hoàng Mỹ, Miss International Kim, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Rồi, chúc cho cả nhà yêu có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc và ủng hộ dễ nhớ của tụi em nha. Ủa, nãy Su Su hỏi gì? Chị ơi, chị dự đoán đi, giờ đêm nay chị dự đoán đội nào sẽ thắng? À, theo như chị nghĩ ba đội đi team nào cũng thắng hết. Chia đâm chặt, chết rồi, chia đâm chặt. Đội áo xanh nha, áo xanh nha, chúng ta có thể. Em sai rồi, một triệu hả? Áo bà ba, chị nghĩ áo bà ba thắng. Áo bà ba cái gì vậy? 2 triệu hả? Trời ơi, áo dài xuất sắc. Dạ, tôi, dạ em mời lộn giám khảo rồi thưa quý vị. Em mời lộn giám khảo rồi quý vị. Trời ơi trời, chị giờ chị đón đại một đội đi chị. Hồi nói chứ chị nghĩ là ba đội thắng á, cho nên là em phải bỏ 3 triệu để cho anh hỏi nhớ 1 triệu. Chạy cái đồng đề để mấy con đánh lộn xu, chị em mình vui vẻ. Con chị sao? Em xin cái mì là được. Chị, cái chuyện giờ chị nói. Kệ nó đi, bố, 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 bố. Nói đi chị. Mặt mày khóc giống chó quá. Bố khóc. Khách mời là không có chửi người ta. Rồi mấy bà đội thi vô đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Tuyến xin được thân ái kính chào tất cả quý các bạn đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ.
Xin cảm ơn rất là nhiều. Thì thực ra thì Minh Tuyết và Thu Phương thì không có phải là chuyên viên ô tô, nhưng mà nếu mà nói dự đoán thì trong lòng của Minh Tuyết thì ba đội, đội nào cũng sẽ là đội chiến thắng hết. Bởi vì ba đội ai cũng rất là hay, rất là tài năng và lúc nào cũng cháy hết mình trên sân khấu, cho nên là Minh Tuyết không biết ai sẽ là chiến thắng, nhưng Minh Tuyết sẽ chúc cho ba đội sẽ cháy hết mình và ai xứng đáng, ai chiến thắng cũng là người xứng đáng hết ạ. Vâng, cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì rất là vui. Ê con kia, mày là MC đó. Chắc thì mày là MC. Chí Hùng với cô đen bị bón hay gì vậy? Hả? Chí Hùng với cô đen. Ai biết đâu. Quý vị bữa nay em vui lắm khi mà mời được chị Phương nè, rồi chị Tuyết tới đây. Tại vì chị Phương có mở quán đó, thôi vì ở bên đường Nguyễn Tiểu La đó vì nha. Thì chị phải bỏ ngày hôm nay chị không bán. Có bán nhưng mà là người bán thì chị không qua đây đúng không? Đó rất là vui. Hy vọng rằng quý vị đêm nay thì chị Vũ Thu Phương và chị Tuyết sẽ mang tới cho quý vị những cái chương trình thật là đặc biệt trong tối đêm nay. Có lẽ là bây giờ nhường sân khấu lại cho mấy chị nha. Rồi. Nhận qua một huy chương vàng. Dạ. Dòng loại đó sẽ được nhận cái huy chương và từ bây giờ tới cuối giờ sẽ tổng kết lại đội nào hạng nhất sẽ được em tặng 1 triệu đồng của quý vị nha. Dạ, đội nào nhiều huy chương nhất, đội đó là hạng nhất rồi. Bây giờ đội bà ba có rồi nè, rồi đội áo đầm đâu? Rồi đội áo dài đâu các em ơi? Dạ đội áo dài. Áo dài đâu? Đề nghị gia đình áo dài mình cử ra hai. Dạ, đội bà ba thì hai có thành viên. À, đội bà ba thì có lại ông Nguyễn Trung, ông Ngọc Trinh, Ngọc Trinh với lại thầy ông nội. Thì rồi bên kia thì có Trương Hà Vi, Lệ Râu với lại kiều nữ lưu tu Trương Hà Vi. Khi con la đội áo dài thì còn ai ạ? Thôi tự đi con. Rồi, mình đang lên chơi luôn nha. Dạ, thôi tự đi nhanh đạt, nhanh đi con, lẹ đi con. Và đội áo dài là Nhạc Ca, hợp cùng với Hồ Tiểu Vi. Hồ dạ. Tiểu Vi ạ. Dạ, thêm một lần nữa quý vị cho ba đội của tụi em một tràng vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu. Do số ai cho cô bé giơ tay lên lần nữa quý vị ơi. Bé lên là cô ơi. Bé lên là bé nè. Chúc quý vị sẽ được bé bé cái này này em ơi. Số gì đây? Số gì ra? Số gì đây? Con số gì đây? Và con cô bác có nhớ dòng người trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số. Số là số ai? Số gì con số gì đây? Số gì đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng có kêu nữa. Sao vậy? Bà mẹ bên đây ba làm mệt, ba kêu nghỉ nhạc tí xíu. Đừng có quý vị ơi. Một triệu đồng vẫn sẽ là những phần thi vô cùng hấp dẫn đến từ cả đám lô tô Hương Nam. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số ạ. Gia trăm lời 553 đúng loại ạ. Gia 20 giờ chưa ra. Gia 20 giờ điểm kêu qua. Có một. Số 8. Số 8. Có 2. 37. 37. Có 3. 44. 44. Thưa quý vị, chủ nhân tiếp theo mã vé là 552. Số 1. Số 1 có 1. 20. 20 có 2. 46. 46 có 3. Và 58. 58 có 4. Vâng, cửa chuyển như thứ 2 dòng loại 552 đúng loại 20. 20 có 1. Số 8. Số 8 có 2. 37. 37 có 3. Và số 44. 44. Chúng ta nghiệp chủ nhân thứ 3 mà là vé là 553 đúng dòng loại số 1. 1 có 1. 20. 20 có 2. 46. 46 có 3. Và 58. Thằng ông nội này. Rồi. Giây phút được trao giải thưởng đầu tiên của quý vị. Mong chào bên tay thật lớn quý vị ơi. Vậy một cái thôi bà nè. Rồi dạ em cảm ơn chị gái rất là nhiều. Thứ thưa quý vị, vậy là đội áo đầm đã nhận về cho mình đó chính là một cái huy chương đầu tiên. Thì bây giờ tới cuối giờ thì chúng ta sẽ coi là sẽ được bao nhiêu cái huy chương thưa quý vị nha. Hình như cái này là hên xui đúng không? Đúng rồi, nó cũng tùy hứng. Theo em á là ai đọc giải? Ờ, theo em á, chắc em nghĩ là đội áo dài quá. Tại sao? Đội áo dài của vợ em nữa Hương nghe. Trời vô chứ. Rồi, nếu mà bây giờ chị nói về đội áo dài đúng không? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu cùng đến với một tiết mục đặc biệt đến từ phần thể hiện của team áo dài.